Xin chào và các bạn, mình là Nemu của NS Gamer Channel. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái series Mecha ngày thứ 6 ngày 18 tháng 10 nha. Thì bữa nay mình đang có mặt bên server hàng nè, server hàng nó đang đua con Zo 15 á. Nói chung là server hàng này là tháng 11 với sinh nhật thì là bóc tháng 10 này là con Zo. Và trước đó nó cũng ra mắt con Ronin luôn rồi. Vậy cho nên là không biết là đua gồ về đây, không biết làm sao đây, vẽ ra con vệ ngon như con Zo nè. Ok, mình cho mình quay mèo húp húp xíu đi. Nay thì quay mẹ nó cần VIP 15 nữa đây đi nữa không? 5, 7, 10, 15 này. Nói chung là giống y chang như bên Sịt Qua Ta Qua, như Sịt Qua Trung thôi. Chứ không có gì hết. À, quay mẹ xong đi vô đánh BK. Để tích tích kim cương chơi cho vui. 6.500. Ồ, 6, 6, 8, 5 luôn nữa. Rồi, ok, xong. Rồi, đánh BK nào. BK vẫn là chế độ 100% độc chiêu nha. Đó, mình đang là 1522 nè. Quẩy thôi. Ô, gặp được liền vậy, nhanh vậy. Đọc chiêu mình đánh trước à. Ờ, à, không có con nào lệch. Lấy Gunit rồi. Hay con ghi Gunit thiệt. Cái này cầm Orochi biết đâu ngon hơn. Tại vì Orochi đọc chiêu có choáng như lại có dễ có chí mạng. Rugal, như lại Mai không. Hay Trish. Ờ, à, Sammy vậy. Lấy Sumi để giảm công. Lát nữa lấy con Terry không? Được tứ hồn, Terry hoặc Angel. Rồi hai con luôn, được tứ hồn nè. Đó, tứ hồn luôn, tứ hồn giảm công đồ luôn. Đây, rùa, rắn, gấu, hổ giảm công luôn. Đúng chưa? Giảm công luôn. Ui, ui mẹ ơi, nhưng mà hàng sau ba con kỹ mẹ, anh Gunit anh khoái lắm. Ba con kỹ. Mặc dù giảm hồi nộ rồi nhưng mà mình đánh full độc chiêu này nè, con Trish nó vẫn có nộ nha. Trừ khi nào lên con Kasumi tứ môn á, Kasumi tứ môn nó giảm hồi nộ nhiều hơn á thì là mới ấy thôi. Đồ. Trời chết nha, hoa này mình nộ mà nếu mà không giảm nộ được con Gunit con Sumi á, thì là nó sẽ ấy lợi mình. Đó, Gunit có thể vẫn có nộ nha, tại vì độc chiêu nó được hồi nộ, con Sumi chưa có đâu. Đó, Gunit vẫn có nộ ha. Pha này nếu mà mình đánh mà chưa trúng con Sumi một cái á, là nó quẹt cái là con này mình chết. Rồi. Cái này do mình cố ý nha. Đó, do mình cố ý á. Mình cố ý. Ôi giời ơi, ba con kỹ bạn ơi, bạn đánh chừng nào mới chết. Đánh chừng nào mới chết. Mà đánh chừng nào mới chết. Rồi đánh đi. Kệ okay, tim mạng có gì mà tim mạng đòi nhử được mình. Ừ rồi sao? Sumi nổ chưa? Con Takuma nổ chưa? Cũng chưa chắc chết được hai con kia nữa. Ui ui mẹ tông hay vậy. Ừ rồi sao?
Đúng ra nên nổ con Takuma trước à, Takuma trước. Đây này có gì nữa mà chơi. Chúng mình cứ để con ghi á, là nó phải đánh, nó phải giết con Teri thôi. Chứ mà game đầu team bạn đánh hơi ngáo, pha kia để mất con gì ta, để mất con Kunis rồi. Mất con Kunis thì còn gì nữa để mà chơi. Trong khi Rugal cái team mình có bao nhiêu con đã đâu, team mình như là có con Kyo đúng không? Kyo Orochi cũng là kỹ. Mình đánh trước tiếp. Bây giờ Adele à? À không không. Zero. Zero. Chắc có cầm con Rugal. Cái này cứ ra con Gonit nha, để cho nó hồi sinh á, Gonit để hồi sinh. Cứ ra Gonit để cho nó hồi sinh á. Đó, vậy nè. Cứ ra cho nó hồi sinh. Nhanh bạn ơi. À, không chết nè. Mình muốn giết nó luôn á, để cho được, để cho con Adele nó có nộ luôn, không được. Cái này mình muốn giết người nhưng quan trọng không được ha, muốn giết người á. Cay. Rồi sao? Rồi sao nữa? Úi trời ơi! Mẹ câm lặng luôn, ngay lúc con kia có thể giải được hiệu ứng luôn. Bịp vậy. Bịp vậy. Ikuzo. À, có con chết vô mà nãy giờ con gì ta, con Adele này kia không có chí mạng gì á, không có chí mạng gì luôn. Ôi trời ơi mày ơi, Gonit ơi là Gonit. Phải nào Gonit. Phải nào Gonit, choáng nó. À có thiêu hồn rồi. Ờ không có hả? Không thiêu hồn luôn hả? Vậy Zero có nổ. Zero có nổ nó sẽ nổ chết được hai con này. Mà nếu không nổ thì nó sẽ phải giết hai con này thôi, phải giết rồi. À vô cái chí thấu chí luôn suy ấy. Ô sao không bút chí mạng trước đồ. Gonit chết đi, Gonit chết là con kia được giải hiệu ứng, nó có giết không? Nhưng mà nó ấy giết con nít luôn. Ngon, tay được giải rồi. Ôi ôi. Chỉ đi tay đi. Bắt sao wow. Ôi chết luôn. Rồi. Thôi chỉ có nổ không? Hay tên sao? Hết nộ hả? Chưa có à.
À nãy nó mới nổ cái pha mà nó giảm nộ con Gunit của mình mà. Thì nãy giờ không có đụng trúng nó thì khả năng cao là nó còn thiếu một miếng. Thiếu tầm khoảng 100 hoặc 200 nộ. Ê già bay ken. Mình là người được chọn trước. Bay ken à. Ê già chọn trước kiểu này. Lấy single cũng được nữa nhưng mà mô cô Eerie. Ồ mình chưa có vệ, thêm vệ đi. Đó còn có ba con đã nữa, trước sau nó cũng trừ mình một con. Team bạn thì sao ta? Có thủ nhưng mà gọi gọi là đánh, nếu mà đánh gì lét đó thì nhưng mà nó đánh giải thì kiểu như là tiên thấy có cảm giác như không có đam lắm. Đánh single à, một cô hả? Cũng hợp lý thì hồi sinh cho mô cô. Đó, thì họ xin cho mô cô. Phế mô cô rồi lại hồi sinh cho mô cô, hợp lý không? Hồi sinh nè. Get you. Single. Ô cô hồi sinh lại nó bị mất cái phế. Con Ramon có nộ. Đồ. Và nhảy mô cô chết nổi không? Có được cái hồi máu đó. Đó trừ khi nó nhảy chết luôn thôi. Chứ còn nhảy không chết được là được hồi máu. Ở đây thêm bạn còn gì ở đâu đánh. Trong phải nó cũng hơn là con Eerie nó một cào chết được con Twitch. Thì rồi cái mình có chỉ có 3 đam thôi mà mình giết được con Ramon luôn. Phải đó mình sợ kiểu như cào mà không chí mạng á. Cả con Twitch nó cũng còn nhiều máu. Phải đó được búp thêm cái cái gì ta, cái tinh linh idol á, không biết đủ hay không. Sumi có lông hổ nữa, ngồi chờ mình con ghi ngu rồi. Tối ngày cứ ghi ngu sợ thiệt. Tối ngày cứ ghi ngu Rugal với Athena hay Orochi.
khả năng cao nhường mình cao phẩy. Cao phẩy có vẹo gì kèo này? Cao phẩy có vẹo gì kèo này? Nít chơi đây mới vô. Xịt xịt xịt. Úi da. Mày giết người vậy mà ghi cũng không có nộ luôn kìa. Mình cố ý mình để tách ra để cho con cô nít có gì nó sẽ nộ. Nó sẽ nộ vô con cao phẩy không. Cố ý để vậy á. Không biết làm sao. Ui mẹ mày vẫn ngộ con đây hả? Phá giải huẩn rồi. Á à, cày. Tôi đã cố ý rồi. Die forever. Rồi. Đồ tự giải luôn. Ra cái cấm chiêu hoài nha. Thế là không nói làm tới à. Thế là không nói làm tới à. Die forever. Xịt xịt xịt. Úi dò. Thế là không nói làm tới à. Nãy giờ tùy kỹ hai cái đều có cấm chiêu rồi nha. Không phải là không được nhưng mà đậu phộng nó ảo. Giờ chưa kể nãy giờ nó giải được CC đúng không? Giải được CC hai lần rồi. Hồi giải được tiếp nữa kìa. Bỏ giải tiếp. Mitchell đã mới vô. Ây da, bây giờ nó nổ con nào đây, nổ con Sumi mình thua luôn á. Nếu nó nổ con Sumi mình thua luôn. Thôi thua luôn rồi. À, con nít thằng này nó khôn quá. Con nít thằng quỷ nữa khôn thật sự á. Nó nãy giờ nó toàn giải CC với lại nó ôi lên nội tại nó còn giải CC với lại nó nổ ngay con Sumi của mình á. Mình cố ý để bên kia để cho né rồi mà không được. Ê, ta đi làm gỏi mấy con này rồi. Nó ta đi lên nội tại á.
Đã tới đi lên nội tại rồi. Không choáng à, không choáng là thua rồi. Mà choáng lên nó cũng có tỷ lệ nó giải nữa. Ừ. Con Gonit thanh niên này nãy giờ một rồi nó nổ khôn vô con kia của mình. Rồi nó còn ấy nữa. Nó còn cái gì ta? Nó còn giải được hiệu ứng nữa. Kẹo này thật ra mẹ dứng con kia ngu cũng khó chịu nữa. Gonit như là 60% là nó tự giải được CC đúng không? Tự giải được CC 60%. Mà nãy giờ 60% thấy nó toàn nó tự giải được không à. Hai lần con Sumi với con Ghi, có một lần con Sumi tê liệt nó cũng quay về nó giải. Nó giải xong mà cái pha con Ghi nó choáng nó cũng giải luôn. Cứ dướng con Ghi ngu vô. Ây à, cứ la hả? Dướng con Ghi ngu vô. Resilient. Thì là con Ghi rồi. Ghi là chắc, suy nghĩ. Kèo này có ai lấy con khác đâu mà ấy. À lấy hai con đó luôn. Ô. Lấy Benny vậy? Lấy Benny. Mari hay Kasumi? À con này. Kyo à? Không có Kyo. Thì mình gặp con Rap đi. Ừ, rùa rắn. Có tứ hồn nè. Rùa rắn gấu hổ tứ hồn luôn. Đồ cay nhỉ. Chết luôn cho nó khỏi tăng công, càng tốt. Chứ để nó tăng công cũng mệt nữa. Giảm hồi máu, Leona này câm lặng. Cái mục đích là để giảm hồi máu thôi. Giảm kháng chí mạng. Chọt nó. Ừ đó, giảm kháng chí mạng là khắc bọt liền. Come on. Kurai Yagare. Đó, giảm kháng chí mạng. Ui ui mẹ mày. Thao tác nhanh vậy. Gắt cái Quantum. Má con Ari kìa. Mình đánh Tam sai hả? Đúng rồi, mình đánh con Leona trước đúng không? Ôi ôi, mình đánh Tam sai đúng không? Combo sai, ờ phải dùng từ là đánh combo sai. Mình nên đánh, mình bắt đầu mình tưởng đâu là đậu phộng là ba con có thể chết được nó rồi. Nó này kìa, cho chết con chết luôn. Come on. Ai con cứ lạ lên đỡ đòn kìa. Giảm đôi cao phẩy đi. Ừ choáng luôn cũng hay. Má nó cái gì vậy? Chết mày. Chết. Ui hên được cái choáng. À, ai da vẫn còn một con à. Toan rồi. Ui chết Leona luôn. Tăng công.
Ôi, cái gì vậy man? Cái gì vậy man? Cái gì vậy man? Ui, không chết là pha này con này nó nộ rồi, éo làm gì được. Nó nộ cái là chết con kia rồi, má cày. Bị hên quá, được hồi máu. Ui mẹ mày. Vãi thiệt á. Á con cưa thì đỡ đòn liên tục. Ừ. Ui không chết nổi nó. Đẩy con Kula lên tăng rồi. Ô. Hồi sinh. Hồi sinh anh ơi. Ui éo hồi sinh luôn. Éo hồi sinh luôn. À, vẫn thua rồi. Mình hết máu rồi. Choáng nó, choáng nó. Chết mày, chết. Ui ơi, không chết thua. Mẹ cứ la liêu. Vãi chưởng thiệt. Phá nó mà choáng nha là con này độc chiêu vô là chết á. Athena độc chiêu là gây thêm sát thương lên cái con BCC. À, cay quá. Cái pha kia mình không đủ sát thương để mình giết cả con cà phải được con chim luôn. Giết được pha đó là đỡ đỡ ăn đam rồi. Cay vãi. Không có lông hổ. Để mà kỳ à, thua game đó cay. Ồ Jun nữa. Có lộn không? Thần tượng con Jun nữa thấy không? Nghĩ sao vậy? Zero rồi. Ồ. Robert chứ cao nét rồi. Cái này nhiều sát thương quá. Này hơi nhiều sát thương. Tìm được đúng một con vệ. Phải nói mình nộ con Jun nó có nộ quá tại vì con Jun nó đã giết người. Ô có nộ luôn rồi. Nào đỡ con đó. Con Jun để đánh lâu á nó lên nhiều khi điên điên lên chí mạng nhiều nguy hiểm lắm. Thà giết con Jun trước. Phải đó phải như mà Gonit hoặc là xoáy mà có chí mạng là mình giết được con Anit luôn rồi. Nó sẽ nổ vô Zero hết á, dòng nam nổ Zero. Đồ. Ô.
Đỡ đòn. Mẹ đứng Zero nhà mình. Đỡ đi. Đỡ. Ê, Zero đỡ đòn gì luôn. Quái trưởng Zero. Quái trưởng Zero. Đủ nộ không? Ừ, hay quá. Hồi nãy là nó hồi sinh cho Anis đúng không ta? Hồi sinh thiệt. Hồi sinh cho Anis thiệt luôn. Ôi ôi, vẫn thua. Ôi, Zero mở đòn gì luôn kìa. Ấy hồi sinh luôn. Không hồi sinh luôn. Không hồi sinh con nào luôn, tuyệt vời Zero. Và đó nếu như mà mất qua Anis là nó hết tướng rồi đúng không? Ờ, à, nó hết tướng rồi nè, nó hồi sinh được là nó lật kèo mình được rồi. Tại vì nó còn có nộ nữa. Cay nha, vậy bữa nay là mình đánh lợi được có chừng khoảng có đâu có lợi điểm không ta? Hình như lúc đầu là cũng cỡ 1.000 năm mấy. Chắc là lời chừng đường chừng vài chục điểm hả? Mình ăn được như có hai trận phải không ta? Thua trận mình ăn được, chắc mình ăn được 33. Ờ, chắc này 33, thua một trận 15, trận này lại như là còn thua một trận nào nữa kìa. Ừ, vậy coi như là 33 đi mà lời được vài điểm luôn, vài chục điểm rồi. Ok, thì video mình đánh BK bên server hàng chế độ mà độc chiêu ở đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like, share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.